Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Xin mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký kênh phía dưới và nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các thông báo mới nhất về các video clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay tôi làm một clip để nói về các thiết bị khuếch đại âm thanh karaoke. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm cùng theo dõi. Như quý vị và các bạn đã biết, nhu cầu nghe nhạc và hát karaoke rất phổ biến ngày nay, và các thiết bị để dùng để khuếch đại âm thanh karaoke đang ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường. Và những thiết bị như âm ly Hàn Quốc đã chiếm lĩnh thị trường từ rất lâu rồi. Đó là những dòng âm ly của Hàn Quốc mang các thương hiệu như Zhenhua, như Boston Audio, như California, hay các thiết bị ít nổi tiếng hơn như các thương hiệu Provoy hay là Sonata. Đó là những thiết bị âm ly karaoke của Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam vào những năm khoảng 1995 và nở rộ lên vào những năm 2000 cho đến 2010, rồi cho đến năm 2015 thì thiết bị này ít được quan tâm hơn. Trước mắt quý vị là những cái âm ly của Hàn Quốc. Đây là những thương hiệu như Zhenhua, như Boston Audio, như California. Đây là những thị trường, những thiết bị dùng để hát karaoke rất được anh em yêu chuộng vào khoảng những năm 1995 cho đến những năm 2015. Và đây là một chiếc âm ly có tích hợp tính năng Eco Digital, có tích hợp một cái mixer vang số trong đây. Nó được gọi là Digital Eco Stereo Amplifier, tức là âm ly có tích hợp tính năng vang số hát karaoke trong đây. Những thiết bị này rất phổ biến vào những năm khoảng 2000 cho đến những năm 2010 và cho đến tận những năm 2015. Thì những thiết bị này thì thường có những cái công suất vừa. Khi lúc đầu tiên du nhập thì nó được trang bị cho gia đình và trang bị cho cả những phòng karaoke chuyên nghiệp, tức là những phòng karaoke hát để thu tiền. Thì với cái công suất khoảng 300W đến 500W công suất nguồn, máy thì thường được từ trang bị từ 4 sò đến 8 sò và nó có thể kéo được từ 1 đến 2 cặp loa, các dòng loa tầm như Bose 301 series 2345, các dòng loa như BMB của Nhật, các model tầm như CS300V, CS252 và CS252V vân vân. Đó là những đối tác tuyệt vời cho những cái dòng âm ly này. Và cái thế mạnh của nó là rất dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần ghim tín hiệu vào và kết nối với dây loa, và chúng ta có thể chỉnh trực tiếp trên đây. Chỉnh music, chỉnh micro, chỉnh echo và chỉnh master. Rất dễ để chúng ta sử dụng trong gia đình mình. Và cho đến những năm 2015 đổ lại đây thì các thiết bị như vang số bắt đầu xuất hiện. Đây là những thiết bị nó giải quyết vấn đề khuếch đại micro, tạo tiếng echo digital và khuếch đại tiếng nhạc, sau đó trộn tiếng nhạc và tiếng micro với nhau, sau đó đưa đến một thiết bị khác là thiết bị ví dụ như là men số, xin lỗi quý vị, ví dụ như là men công suất hay âm ly nghe nhạc. Đây là thiết bị dùng để biến một cái âm ly nghe nhạc thành một cái âm ly karaoke giống như bên đây. Đó là việc của nó, chúng ta thường gọi là vang số, mixer số hay là Digital Echo. Đó là cái tính năng, cái nhiệm vụ của nó là trộn nhạc với micro, tạo tiếng echo. Thế mạnh của dòng
sản phẩm này. Đó là tiếng echo thường cho tiếng dày hơn các thiết bị như các dòng âm ly karaoke. Nó có khả năng điều chỉnh rộng hơn, ví dụ như nó có thể chỉnh được delay, repeat, reverb và off-fix, đó là những tính năng bên phần tiếng vang. Trong khi đó thì các dòng âm ly của Hàn Quốc thì chỉ điều chỉnh được tiếng repeat, tiếng delay và tiếng echo. Thì thường những thiết bị như âm ly Hàn Quốc thì cho tiếng echo mỏng hơn. Và đặc biệt là điểm yếu của âm ly Hàn Quốc, đó là các dòng âm ly Hàn Quốc thường hay bị hú. Tất nhiên nếu như khi chúng ta điều chỉnh tốt thì âm thanh cũng khá tốt, ít khi nào bị hú. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉnh sai một chút thôi hoặc là để gần loa quá thì khả năng chống hú của các thiết bị này không bằng các thiết bị vang số như các dòng sản phẩm vang số sau này. Thì điểm ưu điểm của vang số là tiếng micro dày, tiếng echo dày, có khả năng mở rộng các tính năng chỉnh echo như các tính năng tôi vừa nói trên, repeat, delay, reverb và off-fix, nhiều tính năng mở rộng cho phần micro echo. Và đặc biệt khả năng chống hú của các thiết bị này tốt hơn các khả năng chống hú của các dòng âm ly Hàn Quốc rất nhiều. Thì trên thị trường hiện nay thì anh em thấy có rất nhiều dòng vang số. Thì theo như tôi nhận định thì những dòng này đều được du nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc, được sản xuất tại Trung Quốc. Thì các thiết bị này có phân ra làm hai loại cơ bản. Anh em sẽ thấy hai loại cơ bản. Đó là loại thứ nhất là vang số được chỉnh bằng số, tức là chỉnh bằng một cái phần mềm trên máy tính. Khi anh em những thiết bị như thế này, đây là những cái vang số mà chỉnh bằng số, tức là chỉnh bằng máy tính. Chúng ta phải kết nối với một máy tính có phần mềm chuyên của cái thiết bị đó, model nào đi model đó, hiệu nào đi hiệu đó, thì lúc đó chúng ta mới chỉnh được cái này ở các tính năng mở rộng. Cũng giống như là việc này quý vị có thể hiểu đơn giản là khi chúng ta mua một cái máy tính thì cửa hàng vi tính sẽ cài đặt Windows phần mềm cho chúng ta về, chúng ta chỉ việc dùng. Và để có thể chỉnh được cái này tại nhà mình thì chúng ta cần có một máy tính và một phần mềm của cái thiết bị này. Khi kết nối vào thì nó sẽ có một cái giao diện để cho chúng ta chỉnh các tính năng mở rộng. Sau khi chúng ta chỉnh các tính năng mở rộng setup cho nó xong rồi thì chúng ta ngắt kết nối với máy tính, thì chúng ta có những nút chỉnh cơ bản như nút chỉnh music, tức là chỉnh nhạc lớn nhỏ, như nút chỉnh micro là chỉnh micro lớn nhỏ, và một nút nữa đó là nút chỉnh off-fix. Chúng ta có thể tăng giảm tiếng vang nhiều ít tùy ý. Thì đây là cái cơ bản nhất của một cái dòng vang số mà chỉnh bằng số, tức là chúng ta phải chỉnh bằng máy tính. Và song song với các dòng vang số được chỉnh bằng số thì chúng ta cũng thấy rằng các dòng vang số được chỉnh bằng tay, hay nhiều anh em còn gọi là chỉnh bằng cơ. Thì ở dưới đây quý vị thấy hai cái dưới này là vang số được chỉnh bằng cơ, và ở đây cũng là như vậy. Ở đây chúng ta đang thấy một cái vang số của thương hiệu Gutin. Đây là dòng vang số mà chỉnh bằng tay, hay còn gọi là chỉnh bằng cơ. Tất nhiên là phần echo digital được hiệu ứng bằng số, và chúng ta sử dụng các nút điều chỉnh bằng dạng cơ để có thể thay đổi được. Trên đây có đầy đủ các tính năng mở rộng của một chiếc vang số cơ bản nhất. Khi chúng ta điều chỉnh thì chúng ta sẽ đưa một cái tô vít mỏng vào đây, tô vít dẹp vào đây, chúng ta sẽ chỉnh. Ví dụ như chúng ta có thể chỉnh được micro lớn nhỏ, chỉnh được off-fix, chỉnh được delay, chỉnh được repeat, và chỉnh các tính năng mở rộng của bên phần music, bên phần nhạc, như chỉnh bass của nhạc, chỉnh mid của nhạc và chỉnh chép của nhạc. Và tương ứng như vậy thì phần micro thì cũng có các nút chỉnh cơ bản, chỉnh bass, micro, chỉnh tiếng mid, tức là tiếng trung âm của micro, và chỉnh tiếng chép của micro.
Tất cả các tính năng cơ bản nhất của một cái vang số mà chỉnh bằng cơ thì đều được chúng ta sử dụng một cách rất dễ dàng. Ví dụ đây là volume của chiếc vang số này. Rất dễ để chúng ta điều chỉnh các thiết bị như thế này. Và các dòng vang số nói chung thì cơ bản thì có hai dòng như vậy, và các dòng được chỉnh bằng số, vang số mà được chỉnh bằng số thì khá là khó để cho chúng ta điều chỉnh, và nhiều anh em đã mua về tuy nhiên không chỉnh được, không khai thác được cái khả năng tối ưu của thiết bị. Ví dụ như khi chúng ta mua một thiết bị như thế này về thì ở cửa hàng họ đã set up theo cái hệ thống của người ta, âm thanh rất hay, tuy nhiên khi đưa về thì khi phối ghép với các thiết bị gia đình mình thì âm thanh không được hay như thế, và chúng ta muốn tăng tiếng chép, tăng tiếng bass hay là tăng tiếng micro thì chúng ta rất khó để làm được việc này, bởi vì chúng ta phải có phần mềm của cái thiết bị này và phải được kết nối máy tính, và đặc biệt chúng ta phải biết các ngôn ngữ điều chỉnh ở trong đó. Giống như một cái, anh em có thể hình dung là khi chúng ta kết nối vào máy tính thì cái phần mềm hiện ra giống như một cái mixer bàn, trên đó có rất nhiều các nút để cho chúng ta điều chỉnh. Thì việc này đối với những anh em có các kỹ năng về máy tính thì khá dễ để cho chúng ta tự điều chỉnh tại nhà. Còn đối với anh em nào mà không quen với việc sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm thì chúng ta sẽ khá là vất vả với các thiết bị như thế này. Thế còn những thiết bị dạng vang số mà chỉnh bằng cơ, tức là chỉnh bằng tai, thì rất dễ điều chỉnh, ai cũng có thể điều chỉnh được. Và từ những thiết bị này chúng ta kết nối xuống main công suất hoặc xuống âm ly nghe nhạc để biến âm ly nghe nhạc thành âm ly karaoke thì rất dễ dàng, ai cũng có thể điều chỉnh được. Chính vì thế đâm ra trên thị trường anh em thấy các dòng vang số mà chỉnh bằng tai, tức là chỉnh bằng cơ, thì rất phổ biến hơn là các dòng vang số mà chỉnh bằng số. Tất nhiên theo quan điểm của cá nhân tôi thì vang số mà chỉnh bằng số, tức là kết nối máy tính ấy, thì cho âm thanh tốt hơn rất nhiều so với lại vang số mà chỉnh bằng tai, bởi các thiết bị đó có tính chất chuyên dùng hơn. Các phòng karaoke chuyên dùng, các phòng karaoke kinh doanh thì thường sử dụng vang số được chỉnh bằng số, và nó có rất nhiều các tính năng mở rộng cho chúng ta khai thác. Còn đối với gia đình mình thì hầu đa các anh em thích một cái vang số và chỉnh bằng tay hơn, điều này rất dễ điều chỉnh, đâm ra nhiều người thích như vậy. Trên đây là một số các ý kiến về kỹ thuật, về vấn đề vang số, về vấn đề âm ly Hàn Quốc, âm ly tích hợp karaoke, để anh em có sự nắm rõ hơn về các thiết bị hát karaoke trong gia đình cũng như trong kinh doanh. Trong gia đình thì các âm ly dạng âm ly Hàn Quốc được tích hợp sẵn phần karaoke rất dễ để cho chúng ta điều chỉnh. Tuy nhiên cho tới khi mà vang số xuất hiện thì vang số đã chiếm lĩnh thị trường hơn và được nhiều người yêu chuộng hơn. Tuy nhiên để set up một bộ vang số và main công suất, hoặc vang số và âm ly nghe nhạc, để biến âm ly nghe nhạc thành một âm ly vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, nó có khó khăn hơn cái âm ly Hàn Quốc một chút. Tuy nhiên nếu chúng ta chịu khó mày mò một chút thì chúng ta sẽ làm được một cách rất dễ dàng. Bây giờ vài điều cơ bản như vậy thì để quý vị nắm rõ hơn về âm ly karaoke và vang số kết hợp với âm ly nghe nhạc hoặc men công suất để hát karaoke. Và trong những clip sắp tới thì tôi sẽ làm những clip để hướng dẫn anh em có thể kết nối, tự mình có thể kết nối và set up một cái vang số với một cái men công suất để chúng ta có thể nghe nhạc hát karaoke giải trí gia đình. Và tôi sẽ hướng dẫn quý vị
cách kết nối một cái vang số đến một cái âm ly nghe nhạc để biến cái âm ly nghe nhạc thành cái âm ly vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Tôi sẽ làm trong các clip tới. Và bây giờ tôi xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận các thông báo mới nhất về các video giới thiệu sản phẩm, các video test âm thanh và các video hướng dẫn về trao đổi về kỹ thuật. Cuối cùng xin kính chào, tạm biệt quý vị và các bạn.